Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phan Nông Giang đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phan Nông Giang nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ để giúp các bạn có thể training giọng nói của chính các bạn và nói được tiếng Việt luôn nha các bạn ha. Đó, thì đây là một cái tính năng mà mình thấy rất là hay mà không phải cái công cụ nào cũng có được ha. Thì vừa rồi cái video mới nhất của mình có chia sẻ các bạn hướng cách để các bạn có thể clone cũng như là training cái giọng của các bạn chính các bạn ha. Chỉ cần 10 giây là các bạn hoàn toàn có thể clone giọng của các bạn ha. Tuy nhiên cái công cụ này nó vẫn chưa có tiếng Việt nha các bạn ha. Tuy nhiên trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ giúp các bạn có thể train giọng nói của các bạn chỉ với 6 giây thôi nha các bạn ha. Chỉ với 6 giây và có thể nói được tiếng Việt luôn, rất là tuyệt vời luôn nha các bạn ha. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là nó miễn phí nha, tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ để sử dụng cái công cụ này thì việc rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào cái đường link Google Colab ha. Đây cái đường link này đây, thì cái đường link này mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video này để các bạn có thể dễ dàng truy cập và sử dụng nha. Còn lại thì cái cách làm rất là đơn giản thôi, bây giờ mình sẽ cùng hướng dẫn nha. Rồi sau khi mà bạn đã truy cập được vào cái đường link này thì các bạn sẽ thấy là ô cái gì mà nó nhìn phức tạp quá ha. Nhưng mà các bạn nhìn vậy thôi chứ sử dụng rất là đơn giản ha, các bạn để cho mình cái nút bấm này thôi ha, các bạn bấm vào này. Trước khi mà các bạn bấm vào thì các bạn nhớ là bấm kết nối này cho mình nha, kết nối này. Rồi mình đợi đâu đó là khoảng 10 giây nha các bạn ha, thì cái này đã kết nối xong ha. Rồi tiếp theo là các bạn bấm cái nút này cho mình nhé. Rồi các bạn bấm vẫn chạy nha. Rồi các bạn đợi đâu đó cho mình là khoảng 5 phút nha các bạn ha, sẽ tùy mạng yếu, mạng mạnh hay là cái máy của các bạn ha, nên là các bạn đợi khoảng 5 phút nha. Ok, trong cái lúc mà mình đợi cái công cụ này nó load xong ha, thì bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái file âm thanh ghi âm giọng của các bạn nha. Đây, giả sử mình có một cái file âm thanh như thế này, ghi âm cái giọng của mình, các bạn chỉ cần 6 giây là được rồi ha. Thì ở đây mình đâu đó là chỉ khoảng 15 giây thôi này. Đấy, các bạn chỉ cần ghi âm cái giọng của chính bạn đọc một cái đoạn văn nào đó ha, miễn là nó không bị ồn, nó ổn định là được nha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn hãy nhớ là chuyển cái file âm thanh của các bạn á, nếu file âm thanh của bạn là MP3 hay là M4A thì các bạn nhớ hãy chuyển nó sang dạng file là WAV nha các bạn ha. Đây thì mình có một cái tool để mà các bạn có thể chuyển file M4A, cái file âm thanh của các bạn đó sang file WAV nha, chuyển miễn phí nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tải cái file đó lên này. Rồi các bạn bấm chuyển đổi nha. Rồi nó hiện như thế này thì các bạn bấm tải về giúp mình. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái công cụ này ha, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần này của mình đã chạy xong rồi, nó hiện câu như thế này là xong nha các bạn ha. Nếu các bạn chạy xong mà nó kiểu như nó bị lỗi ha, thì các bạn cứ bấm theo cái bước tiếp theo nha, cứ kệ nó hiện lỗi vậy thôi chứ vẫn sai được nha các bạn ha. Rồi tiếp theo là tới cái phần bước sử dụng ở đây, thì các bạn hoàn toàn có thể nhập text ở đây và các bạn bắt đầu yêu cầu nó chuyển cái văn bản của bạn sang âm thanh luôn nha. Tuy nhiên cái này thì đơn giản quá rồi. Đấy, các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái ngôn ngữ ở đây. Nhưng mà bây giờ làm sao để sử dụng cái giọng của mình luôn ha, chứ những cái công cụ mà chuyển văn bản sang giọng nói miễn phí và đơn giản tiếng Việt hay là nhiều cái ngôn ngữ khác nhau thì trên cái kênh Phan Nông Giang của mình cũng đã làm rất là nhiều rồi ha. Thì nếu các bạn muốn xem và tham khảo thêm thì các bạn hoàn toàn có thể lên YouTube và gõ rằng là Phan Nông Giang Text to speed, đây nó sẽ có ngay một cái từ khóa như này để các bạn tìm kiếm ha. Đó, nó sẽ ra rất là nhiều những cái video giúp các bạn có thể xem cái cách làm ha. Rồi quay trở lại đây thì bây giờ mình sẽ tới luôn cái bước là giúp các bạn training cái giọng nói của các bạn luôn nha. Rồi các bạn kéo tiếp xuống dưới cho mình nha, thì ở đây nó sẽ có cái phần là tải file âm thanh của bạn lên. Đó thì ở đây các bạn bấm vào cái nút này cho mình nha. Rồi ở đây cái nó sẽ có hiện cái chữ choose file này, các bạn bấm vào. Rồi các bạn hãy tải cái file WAV ở đây nha các bạn ha. Rồi mình bấm ở bên này. Rồi các bạn đợi cái này cho nó chạy xong nha các bạn. Rồi nó hiện như thế này thì cái file âm thanh của các bạn đã được tải lên và sử dụng thành công nha. Bây giờ các bạn quay lại cái bước 2 cho mình nha. Thì các bạn hãy chọn cái Voice Model User Sample ở đây nha. Đây, cái đầu tiên đó. Rồi, tiếp theo là bây giờ các bạn hãy nhập một cái đoạn text, cái đoạn văn bản mà các bạn muốn chuyển văn bản sang giọng nói với giọng của các bạn ha. Rồi, giả sử ở đây mình sẽ có một cái bài viết như thế này ha. Bây giờ mình kiếm một cái đoạn văn mình cấp đại mình cho các bạn nghe thử ha. Rồi giả sử mình sẽ copy cái đoạn nội dung này, mình sẽ bấm copy này. Rồi mình qua đây mình dán vào này, mình xóa này, mình dán vào này. Rồi giả sử mà các bạn bấm như thế này nó bị nhảy ha, thì các bạn cứ nhấp đôi, nhấp click chuột ha, nhấp double chuột đó thì nó sẽ quay trở lại cho các bạn nha. Rồi sau khi bạn đã nhập xong cái văn bản của các bạn ha, thì các bạn bấm quay lại ở trên này ha, và các bạn bấm nút này để cho nó chạy nhé. Rồi bây giờ thì các bạn đợi thành quả thôi ha. Đó thì ở đây nó cũng nó rất là kỹ, là lần đầu các bạn sử dụng thì nó sẽ chạy hơi lâu ha, thì những cái lần sau thì nó sẽ nhanh hơn cho các bạn nha.
Rồi các bạn lăn xuống dưới đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái quá trình nó đang chạy cho các bạn ha. Ok, vậy là nó đã chạy xong cho mình ha. Thì mình đợi đâu đó là khoảng 30 giây hay 1 phút gì đó các bạn ha. Tầm đấy là nó đã tạo xong cho mình. À, ở đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái nút để các bạn có thể nghe ở đây là có thể sử dụng được ha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nghe thử nha. Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị rối sống buồn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc SLS đi lộ sổ tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ nhận thấy những lực cản của sợ, nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Rồi các bạn nghe sao thấy các bạn ha? Thì với mình thì mình thấy nó cũng khá giống thôi nha các bạn ha, giống đâu đó là khoảng 70-80% thôi. Thì đầu tiên mình có hai cái nhận xét như thế này. Thứ nhất là nó hơi giọng miền Bắc nha các bạn. Mình thì mình giọng Trung Nam, nhưng mà cái này nó vừa nó cho ra cho mình là cái giọng nó hơi Bắc ha. Thì mình nghĩ là chắc là ngày xưa cái training cái giọng này là training của người Bắc, giọng của người người miền Bắc nhiều hơn, nên là cái giọng nó sẽ cho ra hơi Bắc một chút ha. Rồi cái thứ hai nữa là mình cũng không yêu cầu hay là mình kỳ vọng quá cao về cái công cụ này khi nói về cái việc mà giống với khớp với cái giọng của mình ha. Thì bởi vì mình chỉ đưa cho nó 15 giây thôi, mình đưa nó rất là ít cái dữ liệu để cho nó tụi nó học ha, nên là mình cũng không yêu cầu quá nhiều. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn cái giọng của các bạn nó trở nên chuẩn hơn, kiểu như là nó khớp với giọng của các bạn hơn, thì mình nghĩ các bạn nên tải lên cái giọng file của các bạn dài hơn ha, để cho cái công cụ này nó có đủ dữ liệu để cho nó học cái giọng của các bạn, và từ đó nó cho ra cái output kiểu như là cái kết quả nó sẽ chuẩn hơn nha. Rồi sau khi mà bạn thấy cái này nó ok rồi, các bạn hoàn toàn có thể bấm tải xuống ở đây nha. Rồi thì nó cũng khá là đơn giản như vậy thôi nha các bạn ha. Thì sau này khi mà bạn muốn xài lại cái công cụ này thì các bạn vô mở lại cái tab này nha các bạn ha, vào lại cái đường link này và các bạn chạy lại y chang như ban đầu cho mình nha. Thì các bạn phải chạy lại để cho nó làm lại từ đầu á, bởi vì đây là một cái công cụ các bạn sử dụng ở trên cái Google Collab, nên là các bạn phải chạy lại đó. Rồi thì cái video của mình nó cũng khá là đơn giản như vậy thôi ha. Thì ngồi ra trên cái kênh YouTube Phan Nông Giang của mình còn làm rất là nhiều những cái công cụ AI hay ho khác ha. Thì các bạn hoàn toàn có thể lên trên kênh Phan Nông Giang của mình để xem thêm ha. Và nếu các bạn thấy cái video này của mình nó hữu ích thì các bạn hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký ở đây, và đừng quên bấm chuông thông báo tất cả ở đây để khi mà mình ra bất kỳ một cái video nào mới, bạn sẽ là người biết đến cái video này đầu tiên nha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.